hai tư tỳ kheo ni sư tử tần thân phó thác thứ tư hồi hướng đến tất cả mọi nơi bấy giờ thiện tài đồng tử từ từ đi du hành đến thành nước đó bèn đi khắp nơi tìm cầu vị tỳ kheo ni sư tử tần thân có vô lượng người đều bảo rằng thiện nam tử vị tỳ kheo ni đó đang ở chỗ vua thắng quang nhận sự bố thí cúng dường ở trong vườn nhật quang thuyết pháp lợi ích vô lượng chúng sinh Bấy giờ thiện tài đồng tử liền đi đến vườn đó quan sát khắp cùng, thấy trong vườn đó có một cây lớn tên là mãn nguyệt. Hình dáng như lầu cát, phóng đại quang minh, chiếu một do tuần, thấy một lá cây tên là phổ phúc, hình dáng như cái lọng, phóng quang minh tỉ lưu ly li, xanh biếc. Thấy một hoa cây tên là hoa tạng, hình dáng cao lớn như núi tuyết chúa, Mưa xuống các hoa đẹp không cùng tận, như cây ba loại chất đa la, trên cõi trời đao lợi, lại thấy có một cây quả cam lồ, hình dáng như núi vàng thường phóng quang minh, đủ thứ các quả đều đầy đủ, lại thấy có một cây mani báu tên là Tỳ Lô Giá Na Tạng, hình dáng không gì sánh bằng, Tâm Vương Mani báu ở trên ngọn cây, có A Tăng Kỳ sắc tướng Mani báu trang nghiêm khắp cùng, lại thấy có cây y phục tên là Thanh Tịnh có đủ thứ màu y phục thòng rủ xuống nghiêm sức, lại thấy có cây âm nhạc tên là hoan hỉ, tiếng đó hay đẹp hơn hẳn các nhạc trời. Lại thấy có cây hương tên là phổ trang nghiêm, luôn vang ra diệu âm, sông khắp mười phương không chướng ngại trong vườn đó lại có suối chảy ao mát, tất cả đều dùng bảy báu tra nghiêm, bốn hắc chiên đàn chứa đựng trong đó, cát vàng tốt đẹp, giải khắp dưới đáy ao, nước tám công đức đầy đủ tràn đầy, hoa yêu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, phủ khắp trên mặt ao, có vô lượng cây báu khắp nơi thẳng hàng, dưới các cây báu có bảy tòa sư tử, tra nghiêm đủ thứ báu đẹp, y trời trải trên tòa, được ướp các gương thơm, thòng xuống các lụa báu, bày các chướng báu, lưới bằng vàng, diêm phù, che phủ phía trên, linh báu khua nhau, vang ra tiếng hay, vi diệu. Hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử liên hoa tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử hương vương ma ni tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử long trang nghiêm ma ni vương tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử tụ ma ni vương tạng, hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử tỳ lô giá na ma ni vương tạng hoặc dưới cây có bảy tòa sư tử thập phương tỷ lô giá na mani vương tạng. Mỗi mỗi tòa đó đều có 10 vạn tòa sư tử vây quanh, mỗi mỗi tòa đều đầy đủ vô lượng tra nghiêm. Trong vườn lớn đó, các báu đầy khắp như châu báu trong biển cả, y ca lân đà, trải trên mặt đất, mềm mại tốt đẹp, sinh ra ưa thích, đạp lên, đạp chân lên thì lún xuống giở chân lên thì hoàn lại có vô lượng các thứ chim hót vang ra tiếng hòa nhã